ví dụ như là nạn nhân thì có thể là bị đuối nước tỉnh, hoặc có thể bị điện giật, có thể là say nóng, hoặc gây nạn nhân không tai nạn trong cái công trường xây dựng ha. Thì cái nguyên nhân mà dễ đến công ty ngừng thở thì nó rất là nhiều nguyên nhân, mua vài nguyên nhân ha, thì tùy theo những cái trường hợp mà mình có thể xử trí kịp thời cho nạn nhân. Thì việc đầu tiên là mình quan sát đánh giá hiện trường cũng như là đánh giá nạn nhân, thì cái việc đánh giá này mình phải làm nhanh ha. Thì mình làm rất là nhanh, có thể là trong vòng 10 đến 15 giây thôi. Thế là mình quan sát ví dụ nạn nhân này là nạn nhân này bị tai nạn giao thông, hay là nạn nhân này đang làm trên công trường xây dựng bị sập dàn giáo, hoặc là có thể là bị ngạt khí do, hoặc là bị đuối nước gì đó. Thì khi mà bắt gặp một nạn nhân thì việc đầu tiên là mình phải đưa nạn nhân ra một cái khu vực thoáng khí, được chưa? Khu vực thoáng khí, và đặt nạn nhân trên một mặt phẳng cứng. Các anh chị lưu ý giùm em ha, đặt nạn nhân trên mặt phẳng cứng, không đặt trên cái nệm mềm ha, cũng không có đặt trên cái vị trí đánh gồ ghề, như vậy mình sẽ không có thể làm được cái động tác mà ép tim cho nạn nhân. Do đó mình phải đặt nạn nhân ở một cái mặt phẳng ha, và một cái khu vực thoáng khí, mình không có tập trung, mình bu đông lại ha. Thì nếu mình cấp cứu nạn nhân thì chỉ có thể là một hoặc là hai người hoặc là ba bốn người gì đó, mình thay phiên nhau cấp cứu, không bu đông vào để tránh gây ra thiếu oxy cho nạn nhân. Được dạ. Thì sau khi đưa nạn nhân ra khỏi cái hiện trường rồi thì mình sẽ kiểm tra đánh giá nạn nhân này, xem nạn nhân có còn tỉnh hay không, chưa? Xem là người ta có còn thở hay không, và chưa nghe tim xem có còn đập không. Đó. Khi mà đánh giá, khi mình đã xác định nạn nhân ngừng tim ngừng thở rồi thì mình sẽ bắt đầu cấp cứu nạn nhân. Thì việc đầu tiên là mình phải ép tim nhanh chóng cho nạn nhân, được chưa? Vì tế bào não của chúng ta nó chỉ, nếu như mà sau 5 phút mà không có oxy lên não thì tế bào não nó sẽ chết đi. Lúc đó mình có cứu được tim đi chăng nữa thì người ta cũng sống cuộc đời thực vật, bây giờ người ta sẽ không có sống được, sống thì cũng chỉ giống như người thực vật thôi. Đó, do đó là mình phải ưu tiên ép tim trước, được chưa? Lưu ý giùm em là trong tất cả các trường hợp chúng ta đều phải ưu tiên ép tim trước cho nạn nhân ha. Đấy, mình kiểm tra nạn nhân xong mình sẽ nới bỏ hết quần áo của nạn nhân ra, có dây nhung thắt lưng hả chặt mình cũng nới ra luôn, và kiểm tra này có dị vật không, răng giả tháo lớp gì lấy ra, sao mình tiến hành. Đó. Nếu như mà trong trường hợp hai người làm thì chúng ta, một người chúng ta vào là người ta đã xác định ngừng tim rồi là mình tiến vào mình ép tim luôn đó. Còn một nếu mà có người trợ giúp thì cái người trợ giúp người ta sẽ tiến hành kiểm tra dị vật của người ta thuận hạ sau. Mình nếu mà có một người cấp cứu thì chúng ta nên ưu tiên ép tim cho em, không cần thuận hạ cũng được. Đây mình xác định vị trí ép tim phía trên chỗ cổ xuống có một cái hõm lõm vào, đó là hõm ức. Chúng ta sờ từ dưới bụng mềm này sờ lên, đụng tới cái nền xương cứng chỗ nào thì chỗ đó là mũi ức. Mình chia làm hai ra, lưu ý trên tay em là chia làm hai ra. Thì cái vị trí chúng ta ép tim sẽ là vị trí 1/2 dưới, được chưa? Đặt gốc bàn tay thuận ở vị trí 1/2 dưới ngay trên nền xương ức. Tay không thuận chúng ta đặt lên trên, sau đó đan tay và khóa tay lại, quỳ thẳng người, cánh tay vuông góc với lại thân người của nạn nhân. Được chưa? Chúng ta sẽ quỳ thẳng người, cánh tay vuông góc, hai tay sẽ tạo ra một góc như thế này. Thì khi chúng ta khóa tay như thế này và để tay thẳng như thế này thì tất cả các lực khi chúng ta ép thì nó sẽ dồn xuống tập trung vào một điểm tại vị trí chúng ta ép. Thì cái lực tác động vào tim sẽ là tối đa, khi đó hiệu quả ép tim của chúng ta cũng là tối đa. Còn nếu như mà chúng ta mà không quỳ thẳng người, tay không vuông góc như thế này, chúng ta quỳ như thế này khi chúng ta ép tim thì lực nó sẽ không có dồn xuống đây mà nó sẽ tản đi những cái nơi khác, được chưa ạ? Thì khi cái lực chúng ta tác động vào đây nó sẽ không phải là tối đa nữa. Thì khi đó khi chúng ta ép tim thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng là dây lồng ngực như thế này. Khi dây như thế này thì chỉ là dây ở ngoài da thôi, không có tác động trực tiếp vào tim được. Được chưa? Thứ hai nữa là khi chúng ta ép thì chúng ta có hiện tượng là tay chúng ta chấp như thế này, thì cái lực ép của chúng ta cũng sẽ bị giảm bớt đi, hiệu quả ép tim nó cũng sẽ không cao. Do đó khi chúng ta ép tim thì gốc bàn tay của chúng ta luôn luôn đặt sát trên vị trí 1/2 dưới xương ức giùm em. Được chưa? Tay thuận ở dưới, tay không thuận để ở trên. Được chưa? Khóa hai tay như thế này, thứ nhất là chúng ta sẽ tạo được một cái lực ép tối đa, thứ hai là chúng ta có thể duy trì được cái sức bền của chúng ta để chúng ta có thể ép được lâu hơn, được chưa? Rồi khi chúng ta ép thì ép xuống độ sâu của lồng ngực là 4-5 cm, khoảng là 1/3 thể tích lồng ngực, được chưa? Ép xuống khoảng 4-5 cm như thế này, được chưa? Tần số ép tim là 100-120 lần trên phút, chu kỳ của chúng ta là 30 lần ép tim và 2 lần thở nhạt, được chưa? Ép như thế này. Các anh chị nhìn thấy không ạ? Khi chúng ta ép thì chúng ta dùng lực của toàn bộ nửa người trên, chúng ta không dùng lực của cánh tay. Nếu các anh chị dùng lực của cánh tay thì sẽ như thế này, chúng ta sẽ không ép được, được chưa? Do đó phải dồn toàn bộ lực của nửa người trên, chúng ta dồn xuống, ép xuống độ sâu lồng ngực 4-5 cm, được không ạ? Đấy, thì cái người ép tim thì chúng ta sẽ ép tim 30 lần, sau đó chúng ta sẽ thở ngạt 2 lần. Trong trường hợp mình chúng ta nên
đêm ưu tiên ép tim không cần thổi ngạt cũng được. Dạ. Còn nếu như trong trường hợp có thêm người trợ giúp thì người ta sẽ tiến hành kiểm tra người này có cái nạn nhân này là có dị vật không. Nếu như mà nạn nhân này có dị vật đường thở thì chúng ta phải khai thông đường thở trước, sau đó chúng ta mới tiến hành thổi ngạt. Được dạ. Thì khi khai thông đường thở thì một tay chúng ta đặt trên trán của nạn nhân, một tay bóp chặt hai quai hàm. Khi người ta đã bất tỉnh thì cái quai hàm này rất là cứng, chúng ta không thể dùng tay chúng ta mở ra như thế này được. Do đó chúng ta phải bóp chặt hai quai hàm và sau đó chúng ta hạ cầm nạn nhân xuống. Được chưa? Quay mặt nạn nhân về phía bên của mình, sau đó móc hết các dị vật phía trong miệng ra. Chúng ta móc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới theo cái đường má của nạn nhân. Tránh các cái trường hợp là thọc tay móc như thế này thì thua lô tình là chúng ta đẩy các cái dị vật vào sâu hơn, chúng ta không lấy ra được. Do đó chúng ta phải móc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài theo đường má. Được chưa? Răng giả tháo lớp chúng ta lấy ra hết, sau đó chúng ta quay mặt nạn nhân về tư thế bình thường. Thì khi thổi ngạt thì một tay chúng ta sẽ bịt mũi, một tay chúng ta lưu ý ha, kê cổ gáy của nạn nhân lên giùm em. Nếu như chúng ta để như thế này, người ta gầm gập cổ như thế này chúng ta thổi, thì ở đây là cái ngã ba đường ăn và đường thở. Nếu chúng ta thổi gập như thế này thì không khí nó sẽ tràn vào dạ dày, nó sẽ không vào phổi của nạn nhân. Do đó chúng ta phải kê cổ gáy của nạn nhân thẳng lên. Thì khi đó cái đường thở nó là được thẳng, thẳng tối đa ha, thẳng tuyệt đối. Khi đó chúng ta thổi thì các cái không khí nó thổi nó sẽ tràn vào phổi của nạn nhân. Được chưa? Một tay chúng ta bịt mũi, được chưa? Lấy hơi sau đó thổi vào miệng nạn nhân. Đó, sau đó đánh tay ra. Nghe thấy không? Nghe không khí nó có đi ra không? Tiếp theo chúng ta có thêm một lần nữa. Được chưa? Đó, hai lần thổi ngạt, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục ép tim. Được chưa? Đó là chu kỳ ép tim của chúng ta, 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt. Được chưa? Và nếu các anh chị lưu ý giùm em, trong tất cả các trường hợp chúng ta đều ưu tiên ép tim giùm em nhé. Không cần thổi ngạt cũng được, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải ưu tiên ép tim trước. Được chưa? Thì chúng ta sẽ ép như thế nào? Ép liên tục như vậy. Nếu như có người trợ giúp thì một người chúng ta sẽ ép tim liên tục trong vòng 2 phút, tức là làm 4 chu kỳ. Được chưa? Thì chúng ta vừa ép ha. Khi chúng ta ép thì chúng ta cố gắng là mở mắt ra để quan sát nạn nhân thôi, chúng ta đừng có nhắm mắt nhắm mũi vào. Ép liên tục như vậy à, chúng ta vừa ép chúng ta phải mở mắt, chúng ta quan sát. Thứ nhất là nét mặt của nạn nhân nè, xem cái sắc thái của nạn nhân là da hồng hào trở lên lại không, được chưa? Môi như thế nào, đi mặt môi nó có hồng hào trở lại không? Nếu như mà da mặt người ta cảm thấy là đang hồng hào trở lại thì tức là đang có cái dấu hiệu hồi phục, được chưa? Rồi thứ hai là tay chân người ta này có cử động lại nè. Nếu như có dấu hiệu hồi phục thì tay chân người ta sẽ có cái phản xạ ngón tay, nó sẽ cử động trước. Còn trong các cái trường hợp mà nạn nhân bị đuối nước thì khi mà nạn nhân có dấu hiệu hồi phục thì phản ứng đầu tiên của người ta là người ta sẽ có cái phản ứng là sụt nước ra ngoài, được chưa? Đó là chúng ta đánh giá nạn nhân có hồi phục hay là không. Thì chúng ta sẽ duy trì cái này, ép tim liên tục trong một ít nhất là 1 tiếng đồng hồ, được chưa? Do đó chúng ta phải cố gắng là làm đúng các kỹ thuật thì chúng ta mới có thể duy trì được cái sức ép của chúng ta làm liên tục được. Rồi bây giờ các anh chị ha, hai người một cặp mình sẽ vào thực hành ha, sau đó có những cái chỗ nào sai thì em sẽ hướng dẫn lại cho các anh chị luôn. Rồi mình vào thực hành đi các anh chị, thực hành tí nữa mình sẽ kiểm tra nữa. Chúng ta không cần thổi ngạt, bây giờ các anh chị chỉ cần làm đúng kỹ thuật ép tim cho em là được.